Xin chào quý cô bạn, Mitsubishi Atra và Toyota Vios là hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong phân khúc sedan hạng B. Tuy nhiên, thực tế thì chưa bao giờ Mitsubishi Atra vươn lên thành đối thủ nặng ký thực sự của Toyota Vios cả. Cộng dồn lại 2 tháng đầu năm 2020 thì doanh số của Mitsubishi Atra chỉ là 316 xe, trong khi lượng xe bán ra của Toyota Vios lại lên tới 4.066 xe. Tuy vậy, mới đây, Mitsubishi Motor Việt Nam đã chính thức giới thiệu ra thị trường mẫu Mitsubishi Atra 2020 với rất nhiều nâng cấp đáng kể về cả ngoại thất, nội thất và phần tiện nghi. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ thị trường Thái Lan, đi kèm với giá bán loanh quanh từ 375 cho tới 460 triệu đồng. Đây là mức giá cực kỳ hấp dẫn khi so sánh với Toyota Vios được lắp ráp trong nước đang có giá bán từ 470 cho tới 570 triệu đồng. Rõ ràng, mức chênh lệch lên tới 95 và 110 triệu đồng là khoản tiền đáng cân nhắc đối với rất nhiều người dùng tại thị trường Việt Nam. Ngoài mức giá chênh lệch đáng kể thì hai mẫu sedan này còn có gì để cạnh tranh, để thu hút người dùng? Bây giờ thì mời các bạn hãy cùng Auto Daily đi tìm hiểu. Xét về cái thiết kế ngoại thất thì Toyota Vios 2020 được giới thiệu hồi đầu năm nay và chỉ là bản nâng cấp về mặt trang bị. Do đó cho nên các bạn có thể nhìn nhận ngay cái phần thiết kế ngoại thất bên ngoài không có quá nhiều sự khác biệt so với phiên bản năm 2019. Xe vẫn được giữ nguyên ngôn ngữ thiết kế Kenlock. So với trước đây, phần đầu xe Vios 2020 vẫn là cụm lưới tản nhiệt hẹp và hốc gió cản trước hình thang ngược cỡ lớn. Bên cạnh đó thì thân xe vẫn được duy trì các cái điểm nhấn giật nổi, năng động nhưng duy trì được nét mềm mại đặc trưng của chiếc xe. Trong khi đó thì Mitsubishi Atra 2020 ra mắt hôm 17 tháng 3 là mẫu xe kế tiếp thừa hưởng ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield. Điểm nhấn đáng chú ý là phần đầu xe được thay đổi hoàn toàn, đèn pha được tái thiết kế có một cái cảm giác góc cạnh hơn, cản trước cũng được thiết kế lại đẹp mắt hơn dạng tổ ong. Trong khi đó thì phần hông xe không có quá nhiều cái sự khác biệt hay thay đổi, vẫn là những cái đường nét rất quen thuộc ở trên thế hệ cũ. Có một điểm đáng chú ý hơn một chút là mẫu xe này được trang bị hệ thống đèn LED chiếu sáng, trong khi Toyota Vios thì chỉ được cái trang bị bóng chiếu vẫn là halogen mà thôi. Còn đương nhiên với cụm đèn LED ban ngày thì Vios và Atra đều sở hữu. Về cái kích thước tổng thể thì các số đo dài rộng cao lần lượt các bạn có thể nghĩ tới, đó chính là 4.425mm, 1.730mm và 1.475mm dành cho Toyota Vios 2020. Với chiều dài cơ sở của xe là 2.550mm. Còn quay sang đối thủ của mình, Mitsubishi Atra 2020 thì các cái thông số dài rộng cao lần lượt là 4.305mm, 1.670mm và 1.515mm. Chiều dài cơ sở là 2.550mm. Như vậy, tổng kết lại chúng ta có một Toyota Vios sở hữu cái chiều dài và rộng lớn hơn Atra, nhưng chiều dài cơ sở thì hai mẫu xe này đều bằng nhau. Lý do là vì chiếc Mitsubishi Atra 2020 được làm ngắn cái phần khoang động cơ lại để cho mẫu xe có được một cái khoang nội thất thực sự rộng rãi và rất đáng là quân át chủ cho nhà Mitsubishi. Bên cạnh đó thì khoảng sáng gầm xe của chiếc Mitsubishi Atra 2020 lớn hơn, khiến mẫu xe này càng có cái khả năng di chuyển dễ dàng hơn trên các cái điều kiện địa hình nó có gồ ghề hay là ngập úng một chút. Tiến vào không gian nội thất của cả hai mẫu xe này thì các bạn thấy sao ạ? Vâng, hai cái mẫu xe này thì đều thuộc phân khúc xe hạng B với mức giá dưới 600 triệu, thế cho nên đương nhiên là chúng ta sẽ có một cái khoang nội thất với những trang bị tiện nghi chỉ đủ ở mức cơ bản mà thôi. Cả hai đều có 5 vị trí ngồi với hai tùy chọn bọc da hoặc bọc nỉ. Ghế lái của hai mẫu sedan hạng B này thì đều có thể chỉnh tay 6 hướng. Riêng cái hành khách phía trước thì Vios có tính năng chỉnh tay 4 hướng. Đó là một cái điểm nó hơi thua thiệt một chút. Vô lăng của cả Vios và Atra cũng có những điểm chung là đều được thiết kế 3 chấu, tích hợp các cái núm điều chỉnh âm thanh tiện lợi và đều là trợ lực lái điện. Nhưng ở trên vô lăng của Atra thì các bạn sẽ thấy ngay rằng mẫu xe này đã xuất hiện cái hệ thống hỗ trợ giữ ga tự động Cruise Control. Hệ thống thông tin giải trí trên Vios 2020 thì đã được nâng cấp lên sử dụng đầu DVD rồi, với màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Riêng bản cao cấp nhất thì được sử dụng màn hình hiển thị thông tin TFT đơn sắc bổ sung với chức năng kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Trong khi đó thì Mitsubishi Atra 2020 cũng được nâng cấp với hệ thống thông tin giải trí màn hình 7 inch của GVC kết nối Android Auto hay là Apple CarPlay với khả năng kết nối hai điện thoại cùng lúc và ưu tiên
là phát nhạc media của máy kết nối thứ hai. Tuy nhiên thì trên biến thể 1.2MT thì chỉ được trang bị đầu CD. Đáng chú ý hơn là nếu như bản cao cấp nhất của Vios được cung cấp tới 6 loa thì Astra chỉ được cung cấp 4 loa mà thôi. Nhưng mà tôi phải khẳng định với các bạn là với cái trải nghiệm của tôi thì 4 loa của Mitsubishi Astra 2020 tốt hơn 6 loa của Toyota Vios nhiều. Hệ thống điều hòa của Vios và Astra thì cũng đều được hiện đại khi mà được trang bị hết là chỉnh điện ở bản cao cấp nhất rồi. Xét về khả năng vận hành thì cung cấp sức mạnh cho Astra 2020 là động cơ 1.2 lít mi-vách, phun xăng đa điểm và điều khiển điện tử. Sản sinh công suất tối đa là 77 mã lực và mô men xoắn cực đại là 100 Nm. Trong khi đó, quay sang với Vios thì mẫu xe này được trang bị cái động cơ dung tích lớn hơn là 1,5 lít, 4 xi lanh với công suất tối đa là 107 mã lực và mô men xoắn cực đại là 140 Nm. Để nói về cái động cơ và sức mạnh của xe thì Vios có phần nhỉnh hơn. Nhưng mà để nói về cái khả năng vận hành, cái khả năng phản hồi từ vô lăng cũng như từ thân xe dành cho người lái ấy, thì tôi đã đánh giá cao chiếc Mitsubishi Astra hơn. Do có công suất nhỏ hơn thế cho nên là chúng ta cũng dễ hiểu thôi. Cái mức tiêu thụ nhiên liệu của Astra 2020 tốt hơn so với cả chiếc Vios. Cụ thể là mẫu xe Astra tiêu hao 5,9 lít trên 100 km đường hỗn hợp. Còn Vios thì tiêu thụ lên đến 5,92 lít cũng là quãng đường hỗn hợp. Cái con số chênh lệch này thì có thể nói là nó cũng không phải là quá đáng kể lắm. Xét về những cái tính năng an toàn ở trên Astra 2020 thì chúng ta có hệ thống chống bốc cứng phanh ABS này, phân phối được phanh điện tử EBD này, cơ cấu căng đai tự động này, túi khí đôi, móc ghế an toàn cho trẻ em và hệ thống camera lùi. Trong khi đó thì hệ thống trang bị an toàn trên Toyota Vios thì có phần đầy đủ hơn với điểm đỉnh là 7 túi khí, dây đa an toàn 3 điểm, camera lùi, cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía sau, hệ thống chống bốc cứng phanh ABS, hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, hệ thống phân phối lực phanh điện tử, hệ thống ổn định thân xe, hệ thống kiểm soát lực kéo và hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Thực sự thì đây là một trong những cái điểm mà khiến Toyota Vios sở hữu một cái mức giá có thể nói là khá là cao ở trong phân khúc đấy. Có rất nhiều những công nghệ trang bị hỗ trợ an toàn được trang bị lên trên mẫu Vios này. Như vậy thì có thể thấy rằng Toyota Vios đang vượt trội hơn so với Astra về một số mặt trang bị, tiện nghi, an toàn và vận hành. Tuy nhiên thì mẫu sedan của nhà Mitsubishi cũng không cảm thấy quá tự ti, bởi vì với mức công suất nhỏ, khả năng tiết kiệm nhiên liệu tốt thì đây sẽ là lựa chọn hợp lý cho nhu cầu mua xe chạy dịch vụ ở các khu vực đô thị cũng như là sở hữu mẫu xe đầu tiên dành cho gia đình. Những ưu điểm đó kết hợp với lợi thế và giá bán thấp nhất phân khúc sẽ phần nào cân bằng lại các khuyết điểm của Astra khi so với ông trùm doanh số là Toyota Vios. Các bạn ơi, nếu các bạn đã xem được điều gì đó có ích hôm nay thì hãy cho chúng tôi một lượt thích và hãy chia sẻ video nhé. Bên trái hoặc bên phải màn hình là một số video mà tôi nghĩ các bạn sẽ thích. Chỉ cần nhấp chuột vào và ủng hộ Auto Daily nhé.